không nhằm mỏi tòa người kim cang, vì hàng phục chúng ma và ngoại đạo đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tòa ngồi chánh giác vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tòa ngồi. Những gì là 10? Đó là một tòa ngồi chuyển luân vương, vì hưng khởi 10 đường lành, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói theo dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng, không sàn tham, không sân hận, không si mê. 2. Tòa ngồi tứ thiên vương, vì nơi tất cả thế gian tự tại an lập tất cả Phật Pháp. 3. Tòa ngồi đế thích, vì làm thiên chủ thủ thắng chủ của tất cả chúng sinh. 4. Tòa ngồi phạm vương, vì đối với mình và người tâm đều được tự tại. 5. Tòa ngồi sư tử, vì hay diễn nói tất cả Phật Pháp, khiến cho chúng sinh được lợi ích. 6. Tòa ngồi chánh pháp, vì dùng sức tổng trì biện tài mà khai thị cho tất cả chúng sinh. 7. Tòa ngồi kiên cố, vì thệ nguyện phát ra đều rốt ráo viên mãn. 8. Tòa ngồi đại từ, thì khiến cho chúng sinh tội ác lớn đều liệt khổ được vui sinh đại hoan hỷ. 9. Tòa ngồi đại bi, vì hay nhẫn chịu tất cả khổ không bao giờ nhảm mỏi. 10. Tòa ngồi kim cang, vì phá tan tất cả chúng ma, hàng phục tất cả ngoại đạo. Đó là 10 pháp tòa ngồi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tòa ngồi chánh giác vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nằm. Những gì là 10? Đó là nằm tịch tĩnh vì thân tâm đạm bạc, nằm thiền định vì như lý tu hành, nằm tam muội vì thân tâm mềm mại, nằm phạm thiên vì chẳng não hại mình người, nằm thiện nghiệp vì về sau chẳng hối hận, nằm chánh tín vì không thể khuynh động, nằm chánh đạo vì bạn lành khai giác, nằm diệu nguyện vì thiện xảo hồi hướng, nằm tất cả việc xong rồi vì việc làm đều đã thành tựu, nằm xả bỏ các công dụng vì tất cả tập quán, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được nằm đại pháp vô thượng của Như Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ nằm. Những gì là 10? Đó là một nằm tịch tĩnh vì điều hòa được thân tâm, khiến cho thân tâm đạm bạc, tức là thanh cao chẳng màng danh lợi. Tóm lại chẳng cầu bất cứ thứ gì, cũng chẳng tham, cũng chẳng tranh, cũng chẳng ích kỷ, cũng chẳng tự lợi. 2. Nằm thiền định vì thường ở trong tam muội như lý mà tu hành. 3. Nằm tam muội vì thường ở trong định thân tâm mềm mại chẳng căng cường. Người tu đạo thân cũng mềm mại, tâm cũng mềm mại, chẳng có nóng giận. Bất cứ người nào đối với mình không tốt cũng phải nhẫn trong tâm, đừng nổi giận. Tu đạo là tu chữ nhẫn này. Một nhẫn và sự hòa, cổ nhân thường nói, việc nhỏ không thể nhẫn thì việc lớn sẽ loạn. Cho nên nói nhẫn là cao quý. 4. Nằm phạm thiên, vì chẳng não hại mình, chẳng não hại người. 5. Nằm thiện nghiệp, vì thường tu nghiệp thiện, chẳng tu nghiệp ác. Tu nghiệp thiện thường hành bố thí rồi thì tuyệt đối chẳng hối hận. 6. Nằm chánh tín, vì có tâm chánh tín, bất cứ ai nói gì cũng không thể khuynh động được ý chí của mình. 7. Nằm chánh đạo, vì gần gũi bạn lành, tức là thiện trí thức, khích lệ với nhau, khai thị lẫn nhau, giác ngộ lẫn nhau. 8. Nằm diệu nguyện, vì phát nguyện không thể nghĩ bàn, thiện xảo phương hồi hướng cho chúng sinh. 9. Nằm tất cả việc xong rồi, vì việc làm đều đã thành tựu. 10. Nằm xả bỏ các công dụng, vì tu vô công dụng đạo chẳng chấp vào tất cả công dụng. Vô công dụng đạo tức là một chút cũng không miễn cưỡng, do đó tập quán thành tự nhiên. Đó là 10 thứ nằm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được nằm đại pháp vô thượng của Như Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều minh bạch, biết pháp thế gian là vô thường, khổ không vô ngã. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ trụ xứ. Những gì là 10? Đó là dùng đại từ làm chỗ trụ xứ, vì đối với tất cả chúng sinh tâm đều bình đẳng. Dùng đại bi làm chỗ trụ xứ, vì chẳng khinh những người chưa học. Dùng đại hỷ làm chỗ trụ xứ, vì lìa tất cả sự lo buồn. Dùng đại xả làm chỗ trụ xứ, vì nơi hữu vi vô vi đều bình đẳng. Dùng tất cả ba la mật làm chỗ trụ xứ, vì bồ đề tâm làm đầu. Dùng tất cả không làm chỗ trụ xứ, vì khéo léo quan sát. Dùng vô tướng làm chỗ trụ xứ, vì chẳng xuất chánh vị. Dùng phúc nguyện làm chỗ trụ xứ, vì quan sát thọ sanh. Dùng niệm huệ làm chỗ trụ xứ, vì pháp nhẫn thành tựu viên mãn. Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ trụ xứ, vì được thọ ký. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được chỗ trụ xứ vô ngại vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật,
Đại Bồ Tát có 10 chỗ trụ xứ. Những gì là 10? Đó là: một, dùng đại từ làm chỗ trụ xứ, vì đối với tất cả chúng sinh tâm bình đẳng như nhau, do đó từ hay ban vui tức cũng là vô duyên đại từ, oán thân bình đẳng. 2. Dùng đại bi làm chỗ trụ xứ, vì chẳng khinh mạn những người chưa học, do đó bi hay cứu khổ tức cũng là đồng thể đại bi, ta người một thể. 3. Dùng đại hỷ làm chỗ trụ xứ, vì lìa khỏi tất cả sự lo buồn, chẳng có mọi phiền não. 4. Dùng đại xả làm chỗ trụ xứ, vì đối với hữu vi và vô vi đều bình đẳng. 5. Dùng tất cả ba la mật làm chỗ trụ xứ, vì bồ đề tâm làm đầu. 6. Dùng tất cả không làm chỗ trụ xứ, vì khéo léo quan sát tất cả các pháp đều do duyên khởi, rốt ráo là không. 7. Dùng vô tướng làm chỗ trụ xứ, vì chẳng xuất chánh vị, thủy chung đều là tu đạo. 8. Dùng vô nguyện làm chỗ trụ xứ, vì có thể quan sát tất cả chúng sinh, thọ sinh như thế nào, thọ tử như thế nào. 9. Dùng niệm huệ làm chỗ trụ xứ, vì thường niệm trí huệ, thì vô sinh pháp nhẫn sẽ thành tựu viên mãn. 10. Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ trụ xứ, vì được chư Phật thọ ký. Đó là 10 chỗ trụ xứ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được chỗ trụ xứ vô ngại vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 chỗ hành xứ. Những gì là 10? Đó là dùng chánh niệm làm chỗ hành xứ, vì đầy đủ niệm xứ. Dùng các cõi làm chỗ hành xứ, vì chánh giác pháp cõi. Dùng trí huệ làm chỗ hành xứ, vì được Phật hoan hỷ. Dùng ba la mật làm chỗ hành xứ, vì đầy đủ trí nhất thiết trí. Dùng bốn pháp nhiếp làm chỗ hành xứ, vì giáo hóa chúng sinh. Dùng sinh tử làm chỗ hành xứ, vì tích tập căn lành. Dùng sự nói chuyện tạp vui đùa với tất cả chúng sinh làm chỗ hành xứ, vì tùy cơ giáo hóa khiến cho họ lìa hẳn. Dùng thần thông làm chỗ hành xứ, vì biết cảnh giới các căn của tất cả chúng sinh. Dùng thệ xảo phương tiện làm chỗ hành xứ, vì bát nhã ba la mật tương ưng. Dùng đạo tràng làm chỗ hành xứ, vì thành nhất thiết trí mà chẳng dứt Bồ Tát hạnh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được chỗ hành xứ đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 chỗ hành xứ. Những gì là 10? Đó là: một, dùng chánh niệm làm chỗ hành xứ, vì viên mãn đầy đủ bốn niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Dùng các cõi làm chỗ hành xứ, vì có thể dùng chánh giác pháp cõi hướng Bồ Đề. 3. Dùng trí huệ làm chỗ hành xứ, vì được chư Phật hoan hỷ gia trì hộ niệm. 4. Dùng ba la mật làm chỗ hành xứ, vì đầy đủ trí huệ nhất thiết trí. 5. Dùng bốn pháp nhiếp làm chỗ hành xứ, vì dùng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự bốn pháp nhiếp để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, do đó biển khổ vô biên hồi đầu là bờ. 6. Dùng sinh tử làm chỗ hành xứ, vì tích tập đủ thứ căn lành chấm dứt sinh tử. 7. Dùng sự nói chuyện tạp vui đùa với tất cả chúng sinh làm chỗ hành xứ, vì tùy cơ thuyết pháp giáo hóa khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ ba đường ác. 8. Dùng thần thông làm chỗ hành xứ, vì biết cảnh giới các căn của tất cả chúng sinh. 9. Dùng thiện xảo phương tiện làm chỗ hành xứ, vì tu pháp bát nhã ba la mật đến chỗ tương ưng chẳng còn sự chướng ngại. 10. Dùng đạo tràng làm chỗ hành xứ, vì thành nhất thiết trí huệ mà chẳng dứt Bồ Tát hạnh. Đó là 10 pháp hành xứ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được chỗ hành xứ đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời 50 câu hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi về hạnh thập địa. Vì hỏi 1 đáp 10 cho nên đáp án thành 500. 6. Trả lời pháp nhân viên cứu kính bậc đẳng giác. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ quán sát. Những gì là 10? Đó là quán sát biết các nghiệp vì vi tế đều thấy, quán sát biết các cõi vì chẳng chấp chúng sinh, quán sát biết các căn vì thấu đạt không căn, quán sát biết các pháp vì chẳng hoại pháp giới, quán sát thấy Phật pháp vì sinh tu Phật nhãn, quán sát được trí huệ vì như lý thuyết pháp, quán sát vô sinh nhẫn vì quyết định thấu rõ Phật pháp, quán sát bậc bất thối vì diệt tất cả phiền não, thoát khỏi ba cõi bậc nhị thừa, quán sát bậc quán đảnh vì đối với tất cả Phật pháp tự tại bất động, quán sát thiện giác trí tam muội vì đối với tất cả mười phương bố thí làm Phật sự
đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại quán sát trí vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ quán sát, những gì là 10? Đó là: một, quán sát biết các nghiệp vì vi tế đều thấy; hai, quán sát biết các cõi vì chẳng chấp chúng sinh; ba, quán sát biết các căn vì thấu đạt không căn; bốn, quán sát biết các pháp vì chẳng phá hoại pháp giới; năm, quán sát thấy Phật pháp vì sinh tu Phật nhãn quán sát chúng sinh; sáu, quán sát đắc được trí huệ vì y chiếu tướng thật thể mà diễn nói diệu pháp; bảy, quán sát vô sinh pháp nhẫn vì quyết định thấu rõ Phật pháp. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn? Tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Tóm lại, cảnh giới này phải thân tự chứng đắc, mình biết mà thôi. 8. Quán sát bậc bất thối vì diệt tất cả phiền não, thoát khỏi ba cõi và bậc nhị thừa. 9. Quán sát bậc quán đảnh vì đối với tất cả Phật pháp nhậm vận tự tại đã đạt đến cảnh giới bất động. 10. Quán sát thiện giác trí tam muội vì đối với tất cả 10 phương thế giới bố thí làm đại Phật sự. Đó là 10 thứ quán sát của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đạt được đại quán sát trí vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ quán sát khắp, những gì là 10? Đó là quán khắp tất cả những người đến cầu vì dùng tâm không trái làm mãn nguyện ý của họ, quán khắp tất cả chúng sinh phạm giới vì an trí họ trong tịnh giới của Như Lai, quán khắp tất cả chúng sinh có tâm tổn hại vì an trí họ sức nhẫn nhục của Như Lai, quán khắp tất cả chúng sinh giải đãi vì khuyên nói khiến cho họ tinh tấn không bỏ trách nhiệm gánh pháp đại thừa, quán khắp tất cả chúng sinh loạn tâm vì khiến cho họ trụ bậc nhất thiết trí của Như Lai không tán động, quán khắp tất cả chúng sinh ác huệ vì khiến cho họ trừ nghi hoặc phá tan hữu kiến, quán khắp tất cả bạn lành bình đẳng vì thuận theo giáo mạng của họ trụ nơi Phật pháp, quán khắp tất cả pháp đã nghe được vì sớm được chứng thấy nghĩa tối thượng, quán khắp tất cả vô biên chúng sinh vì thường chẳng lìa bỏ sức đại bi, quán khắp tất cả pháp của chư Phật vì sớm được thành tựu nhất thiết trí. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ quán sát các vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ quán sát khắp, những gì là 10? Đó là: một, quán khắp tất cả chúng sinh đến cầu mà dùng tâm không trái với sở cầu của họ làm mãn nguyện ý mong cầu của họ; hai, quán khắp tất cả chúng sinh phạm giới mà an trí họ trong tịnh giới của Như Lai; ba, quán khắp tất cả chúng sinh có tâm tổn hại mà an trí họ trong sức nhẫn nhục của Như Lai; bốn, quán khắp tất cả chúng sinh giải đãi mà khuyên nói khiến cho họ tinh tấn không bỏ trách nhiệm gánh vác đại thừa; năm, quán khắp tất cả chúng sinh loạn tâm vì khiến cho họ trụ bậc nhất thiết trí của Như Lai không còn sự tán loạn dao động; sáu, quán khắp tất cả chúng sinh ác huệ vì khiến cho họ trừ nghi hoặc phá tan sự chấp trước hữu kiến; tóm lại, tiêu diệt tất cả tà trì tà kiến, tăng trưởng tất cả chánh tri chánh kiến; bảy, quán khắp tất cả bạn lành bình đẳng, tức cũng là thiện tri thức, vì thuận theo giáo mạng của thiện tri thức trụ ở trong Phật pháp, chẳng vượt ra ngoài Phật pháp; tám, quán khắp tất cả pháp đã nghe được vì sớm được chứng thấy nghĩa lý tối thượng; 9. Quán khắp tất cả vô biên chúng sinh vì thường chẳng lìa bỏ sức đại bi; 10. Quán khắp tất cả pháp của chư Phật vì sớm được thành tựu viên mãn nhất thiết trí. Đó là 10 thứ quán sát khắp. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ quán sát khắp vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ phấn tấn, những gì là 10? Đó là: Ngưu Vương phấn tấn vì che trói tất cả các đại chúng thiền lòng dạ xoa cản thát bà vân vân; Tượng Vương phấn tấn vì tâm kéo điều nhu gánh vác tất cả các chúng sinh; Long Vương phấn tấn vì nổi mây dày đại pháp chiếu ánh chớp giải thoát chấn tiếng sấm như thật nghĩa mưa xuống nước cam lồ các căn lực giác phần thiền định giải thoát tam muội; Đại Kim Xí Điều Vương phấn tấn vì cạn nước tham ái phá vỏ ngu si chụp bắt các dòng độc phiền não khiến cho thoát khỏi biển lớn khổ sinh tử; Đại Sư Tử Vương phấn tấn vì an trụ vô ý bình đẳng đại trí dùng làm khí trượng phá tan chúng ma và ngoại đạo; Dũng Mãnh phấn tấn vì có thể ở trong đại chiến trận sinh tử mà dệt tan tất cả oán phiền não; Đại Trí phấn tấn vì biết uẩn giới xứ và các duyên khởi tự tại khai thị tất cả các pháp; Đà La Ni phấn tấn
vì dùng sức niệm huệ trì pháp không quên, tùy căn cơ chúng sinh vì họ tuyên nói, biện tài phấn tấn vì vô ngại mau chóng phân biệt tất cả, đều khiến cho được lợi ích tâm hoàn hỷ. Như Lai phấn tấn vì trí huệ nhất thiết trí pháp trợ đạo thể đều thành tựu viên mãn, dùng một niệm huệ tương ưng, người đáng được tất cả đều được, người đáng ngộ tất cả đều ngộ, ngồi tòa sư tử hàng phục ma oán địch, thành tựu a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Đó là 10. Nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tự tại phấn tấn vô thượng của chư Phật đối với tất cả các pháp. Các vị đệ tử của Phật, đại bồ tát có 10 thứ phấn tấn. Những gì là 10? Đó là: một, như vương phấn tấn vì che chói tất cả các đại chúng, thiền lòng dạ xoa, càn thát bà, vân vân. 2. Tượng vương phấn tấn vì tâm khéo điều hòa như thuận, gánh vác tất cả các chúng sinh từ bờ này độ qua dòng sinh tử phiền não đến bờ bên kia. 3. Lòng vương phấn tấn vì nổi mây dày đại pháp, chiếu ánh chớp giải thoát, chấn tiếng sấm như thật nghĩa, mưa xuống nước cam lồ các căn lực giác phần, thiền định giải thoát tam muội.